Xin chào mọi người. Đấy, clip mình vừa làm là đang sử dụng cối 22, cối gang 22 motor 2.2 và chạy 2 dây Cura. Đây là sản phẩm mới ra lò. Sản phẩm xay cho anh chị em muốn xay nhiều ấy, xay gà, xay cá, xay vịt, xay ngan, xay cua kiết làm cán viên thì chúng ta sẽ phải mua thêm mặt sạc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mới. Và anh chị em muốn xay nhanh thì cố gắng mua những cái con 22 như thế này. Ngoài ra thì mình có con nhỏ hơn là cối 12 và cối 32 để anh chị em tham khảo xay. Khả năng xay của nó thì cực kỳ nhanh, siêu nhanh rồi. Chạy 2 dây Cura, công suất khỏe hơn bình thường so với dòng một Cura trên thị trường. Là một Cura của mình, bên mình gọi là dòng phổ thông anh em nhé. Thì một số anh em cần, mình đã làm cho anh em 2 dây Cura xay cho đỡ bị đứng máy. Đấy, anh em xay rồi biết rồi, nhờ mình làm, ok mình làm, bán ra cho mọi người. Đương nhiên giá nó sẽ cao hơn tí nhưng mà chất lượng thì khỏi phải phê luôn nhá. Thì anh chị em có cái nhu cầu tìm hiểu chuyên sâu hơn về các cái dòng máy của bên mình, vui lòng vào website là maythocphamhoangquan.com hoặc gọi điện thoại theo số điện thoại ở trên video để được tư vấn kỹ lưỡng nhất về dòng máy và sản lượng của mọi người. Rồi, xin cảm ơn mọi người, xin chào.